Nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư nhé. Thì hôm nay em Thọ có làm cái video này để chia sẻ với tất cả anh chị khách hàng, quý nhà đầu tư và những các bạn trẻ mới đi đầu tư bất động sản ấy, đặc biệt là mua các sản phẩm mà bất động sản dự án ấy, trong khu các khu đô thị ấy, đấy, về cái pháp lý để làm cái dự án và để cho anh chị và mọi người, những người mới đầu tư mình nắm được cái yếu tố then chốt để mình xuống tiền mình mua đất là nó yên tâm. Tại vì mình mua bất động sản đắt rẻ thì mình chưa quan tâm, nhưng mà cái then chốt là mình mua đất là phải có sổ hồng đấy, là mình phải có tài sản, mình bỏ tiền mình mua tài sản chứ mình không thể bỏ tiền mình mua một cái tập hợp đồng như vậy đấy anh chị, đấy là bỏ cả tỷ bạc ra mua mấy tờ giấy như vậy đấy, là nó rất nguy hiểm. Cho nên là bất động sản dự án thì nó sẽ có những cái pháp lý xuyên suốt luôn, tại vì cái này là luật đất đai của Việt Nam, chính phủ nhà nước người ta đưa ra như thế nào thì các doanh nghiệp rồi tất tần tật người ta phải làm theo như vậy đấy. Thì có một số giấy tờ pháp lý như vậy thì mọi người mua nó mới yên tâm đấy, đặc biệt là những cái bạn mà khoảng 95 97 98 99, những bạn mà đi làm được mấy năm rồi gom góp được một ít vốn ấy, thì cứ tư duy hầu hết ai tư duy là mua đất thì lời đấy, đấy mua đất thì lời, cứ có tiền là góp tiền thì mua đất. Mà nếu mua sai vẫn lỗ bình thường, thậm chí mất trắng là chuyện rất bình thường. Nhiều người lắm, anh chị có thể để ý là Alibaba này rồi FLC này là hầu hết là mất trắng. FLC Quảng Bình là chết hẳn anh chị này, rồi Alibaba ở Long Thành Đồng Nai mới đưa ra sự lừa 2.700 tỷ đấy. Nên là pháp lý của mua bất động sản dự án là phải chuẩn trị về mặt pháp lý với xuống tiền đấy, còn không thì đợi người ta làm xong đó, ra sổ anh chị mua vẫn không muộn đấy. Thứ nhất, những cái pháp lý mà đầu tiên đấy, mình đi đến một cái dự án đấy, là mình xem pháp lý này anh chị này, điều đầu tiên đó là chấp thuận chủ trương đầu tư đấy, nghĩa là cái này là nguyên tắc anh chị nhé. Đấy, nguyên tắc mọi người phải nhớ đây là nguyên tắc, như cái này là về nguyên tắc mà theo luật không có, nghĩa là dự án đó một là làm chui, hai á là bị rủi ro về mặt pháp lý sẽ không ra sổ đâu đấy. Thứ nhất là chấp thuận chủ trương đầu tư đấy, cái chấp thuận chủ trương đầu tư này của Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc các bộ ở phía trên, nếu những dự án lớn á, thì các bộ ở phía trên người ta phê duyệt ấy, thì trước tiên là có chấp thuận chủ trương đầu tư đấy. Có chấp thuận chủ trương đầu tư anh chị nhé, không đồng nghĩa với việc là doanh nghiệp được triển khai làm hạ tầng dự án đấy. Khi chấp thuận chủ trương đầu tư có, nhiều doanh nghiệp người ta bán lúa non, người ta nói những cái sale người ta yếu về mặt pháp lý, người ta đi chào hàng chào bán cho khách hàng ấy, thì anh chị mua là sẽ bị rủi ro đấy. Thứ nhất là chấp thuận chủ trương đầu tư, thứ hai là phải có phê duyệt chi tiết 1/500 của cái khu dự án đó hoặc cả cái khu căn hộ chung cư đó đấy. Cái chi tiết 1/500 này nó rất quan trọng. Cái chi tiết 1/500 này toàn bộ các sở ban ngành hoặc là bộ các cấp người ta phải ký vào anh chị nhé đấy. Ví dụ như đơn giản như làm phê duyệt chi tiết 1/500 nó sẽ liên quan đến là dân cư ở trong khu vực đó là bao nhiêu đấy. Tiếp theo là điện ở trong đó, là ví dụ như dự án là 1.000 hec chẳng hạn, thì bao nhiêu hộ dân trong đó dùng bao nhiêu điện, thì cái phải có cái chữ ký của ông điện lực vào đây đấy. Ông đó sẽ cung cấp lượng điện cho cái khu dân cư này đấy, và lượng điện nó bao nhiêu, kéo đường dây đấu điện từ ở đâu về đấy. Nên là có ông điện lực vào. Tiếp theo là có ông đô thị là cấp thoát nước đấy anh chị, cấp nước cho cái khu dân cư này là ông nước sạch vào cũng phải ký này. Rồi cái ông mà hệ thống đường cống thoát nước đấy anh chị là cũng phải ký vào này. Rồi tiếp theo là đường xá, ví dụ 1.000 hecta thì cái đường phải đường nhà nước nó kết nối phải đi như thế nào để đáp ứng được với từng đó cái lượng dân ở trong khu vực đó đấy, nghĩa là rất là nhiều sở ban ngành ký vào cái 1/500 đấy. Và tiếp theo cái 1/500 nó còn liên quan một cái mà anh chị khách hàng người đi mua mình phải biết này, mình mua lô đất nào thì trong 1/500 nó sẽ thể hiện rõ là ví dụ lô đất của anh chị trên đường N1, đường trục chính, thì anh chị phải xây nhà 1/2 lầu mới được cấp sổ,
hay là anh chị được xây nhà tự do, là trong đó nó sẽ thể hiện hết, không thiếu một thứ gì luôn, kể cả bóng điện rồi đường điện rồi dùng loại gì nó cũng cực kỳ chi tiết, gọi là phê duyệt chi tiết anh chị mà, rất là rõ luôn. Mình đọc cái đó chứ không phải giống như một số sale ấy, người ta có thể người ta lừa khách hàng đấy. Trục chính xây nhà thì cấp sổ, họ nói là cấp sổ luôn, đến khi mà đóng xong tiền này không thấy sổ đâu, lại kêu trời kêu đất, ô ngày xưa chị sale tư vấn cho chị là xây tự do rồi có sổ sẵn mà đấy. Đó là anh chị phải lưu ý, mua là phải xem đấy. Đó là cái giấy tờ thứ hai, là phê duyệt chi tiết 1/500. Giấy tờ thứ ba đó là biên bản bàn giao đất, nghĩa là ông về cái địa phương này, ông làm cái dự án này thì phải được cấp một cái giấy phép gọi là biên bản bàn giao đất, địa phương bàn giao đất là cho doanh nghiệp, và doanh nghiệp được quyền đầu tư cơ sở hạ tầng ở trong đó đấy, phải có cái biên bản bàn giao đất đó đấy. Giống như đất đang là của tỉnh quản lý nhưng bây giờ sẽ giao cho cái doanh nghiệp đấy, là cái giấy tờ thứ ba. Và cái giấy tờ thứ tư đó là giấy phép xây dựng đấy. Giấy phép xây dựng này nó sẽ liên quan đến ông về đây ông làm cái này, đường xá đi lại thế này, các con đường kết nối thế này, ông phải làm như thế này thế kia, đó là giấy phép của sở xây dựng cấp đấy. Đó là bốn yếu tố, bốn loại giấy phép mà anh chị bắt buộc phải có khi mua bất động sản dự án anh chị nhé. Không có một trong những cái này là hầu như mua chắc chắn bị dính rủi ro. Giống như công ty LDG ở bên Đồng Nai mà hiện tại đang dính cái lùm xùm mà xây hơn 400 căn biệt thự ấy, thì mới có chủ trương đầu tư thôi, người ta đã tiến hành làm xây dựng cơ sở tầng, người ta chạy trọt các thứ ấy. Đấy, chưa được cấp giấy phép xây dựng luôn, người ta chạy trọt các thứ, người ta xây hơn 400 căn biệt thự, người ta bán lại cho khách hàng rồi, bây giờ dính thanh tra đấy, toàn bộ không ra sổ luôn đấy. Nó rất nguy hiểm anh chị nhá, nó phải có đúng bốn cái giấy tờ đó là nó mới hợp lệ, còn không có đủ thiếu một loại nó cũng rủi ro đấy, nó rất nguy hiểm như vậy. Còn đó là những cái giấy tờ nền anh chị nhá, hoặc là anh chị mua chung cư anh chị cũng vậy đấy, nó phải có giấy phép xây dựng này, phải có phê duyệt chi tiết 1/500 này, rồi nó phải có chấp thuận chủ trương đầu tư này, phải có bàn giao đất này. Không có những cái đó là mua kiểu gì cũng ăn đạt thôi đấy. Xong những cái đó rồi mình mới xét đến những cái yếu tố khác, giống như là năng lực tài chính của chủ đầu tư thế nào đấy, năng lực tài chính chủ đầu tư thế nào. Và tiếp theo á, muốn xem năng lực tài chính thì xem lịch sử những cái dự án mà người ta làm trước, người ta có đàng hoàng không đấy. Chứ nhiều chủ đầu tư á, 4-5 năm không ra sổ với khách chuyện bình thường đấy. Nên là nhiều khi mình cũng phải an ủi khách hàng, nhưng mà về bản chất ấy, nói thẳng ra anh chị bỏ tiền tỷ ra, anh chị chỉ mua cái hợp đồng, không có cái gì. Hợp đồng này là photo, là một tờ giấy là chắc 2.000 đấy, rất nguy hiểm. Mua đất dự án chưa sổ là cực kỳ nguy hiểm, cái chỗ pháp lý phải đủ 4 cái thì mới mua. Tiếp theo năng lực chủ đầu tư đấy. Và nếu mà cần thiết ấy, thì anh chị có thể, một số chủ đầu tư lớn như Cát Tường ấy, cái năng lực của người ta mạnh hết, người ta có thể đóng thuế trước cho nhà nước để người ta ra sổ trước đấy, rất là mạnh luôn. Thì đó là những cái thông tin mà anh chị có thể lưu ý để khi mua bất động sản dự án nhé. Còn nếu mà có thắc mắc gì thì cứ liên hệ qua em sẽ giải đáp cho. Xin chào và hẹn gặp lại.